cửa mở 8 lớp luôn kìa. Phải không? Bé lần đâu vậy? 8 lớp luôn kìa. Chị thấy trong này sao? Đẹp. Đẹp đúng không? Không chụp hình với cá hả? Cá coi kìa. Đó. Hồ cá kìa. Hồ cá coi luôn hả? Ừ. Rồi. Cái khu biệt thự quá ha. Ừ. Cô chú anh chị xem nè. Đây là anh. Ô cho cá này. Quá thì cá luôn. Chị gáo nước không? Có nước nè. Đó, đưa cho mấy anh chị. Ủa chú Tiểu hay vào đây không? Chú Tiểu? Chú Tiểu hay vào đây không? Từ từ đợi chút. Dẫn khách vô hoài hả? Cô chú chị xem nè. Ở đây thì tại vì là do là em không có rành về những cái kiến trúc ở đây á. Nhưng mà em sẽ khi mà nhìn thấy coi là em cái bộ này ngàn tỷ nha. Không thiệt, đất đồ ở đây cô chú anh chị thấy rộng không? Đó, mà vô đây thì rất là yên tĩnh mà mát mẻ luôn ha. Ở đây thì ở trong này em thấy có một cái tỷ lại chứ là bao nhiêu theo em khoảng bao nhiêu? Theo em là bao nhiêu? Mười mấy tỷ à. Đây là bạc tỷ thôi. Em cái này là bằng làm bằng đá gì hay là gì biết không? Đá gì? Đá cương. Nhang bỏ chẳng nè. Nhang là bỏ trong một cái đây có một bộ bàn đá của cô chú anh chị. Một bộ bàn đá để sẵn ở đây giống như người nhà rồi có
buổi tối á, vào đây nghỉ ngơi được cho mát mẻ nè đó. Tại vì trong này rất là mát mẻ luôn cô chú, giống như là một cái khu biệt lập luôn ha. Có cây, trồng cây mai, hả? Cây mai. Wow. Trời ơi, cái cây mai này là này giống như là ở trong nó là gì vậy chú Tiểu? À, ủa không gì thôi hả? Chưa làm xong. Phải không? Chưa làm xong. Xong rồi hả? Chưa có cái gì kìa. Cái quạt. Để không ở ngoài nào. Là hàng rào rồi không? Hàng rào rồi. Hàng rào rồi. Hàng rào rồi. Đâu? Cái gì? Có đèn. Có đèn chưa? Có đèn. Là xong xuôi hết rồi hả? Xong hết rồi chứ, này lâu rồi đúng không? Nó mở VIP mà không có sao được. VIP, VIP như ở đây chưa? Chưa đâu. Chưa luôn hả? Wow. Có mọi chú lên mới VIP. Tưởng ở đây chỗ này là VIP nhất rồi chứ. Trước khi về còn xin lọc nữa. Cái này nè, này chắc có người chăm sóc thường xuyên đúng không? Lọc của cô ngon hơn nha, dám á. Ờ, để chị ra chị mét cậu Năm nè. Cậu này có hành xứ rồi nè. Nước rồi, cỏ rồi, trồng rồi, hai bên. Rồi, tới đi. Đó thì đây, bây giờ là cái cổng để mở cửa, mở ra nè cô chú chị. Nè, mở không ra nè. Mở không ra chết rồi. Bây giờ là mở cổng đó, đi ra. Đây chú Tiểu. Đó xong. Nè bớt giỡn em, chú Tiểu nó con. Mấy lớp vậy luôn á hả? Tính ra là nghe cô ơi, ghé lắm. Xong luôn. Rồi nghe thôi. Như vậy Khang. Hay quá hay rồi. Đó. Chụp lớp lận chứ. Mấy lớp? Chụp lớp hả? Hai. Hai lớp hả? Đây tấm rồi. Đó thì đây là phía trước. Rất là rộng rãi luôn. Quá trời. Thì em cập về tới đây cho cô chú chị. Đây khắp nhà chú Vũ Linh đó, thì mình có muốn thì mình cũng có thể là ghé qua để mình thắp cho cô một nén nhang ha. Thì hẹn gặp cả nhà video sau, bye bye tất cả mọi người ạ. Ngon không?